Dù sống ở đâu, từ xích đạo đến vùng Bắc Cực, chúng ta đều cần có mái nhà che chở trước những điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. Các yếu tố khí hậu, thử thách của thiên nhiên sẽ lựa chọn loại tấm lập phù hợp, và đây cũng là suy nghĩ của một người Pháp có tên là Gaston Cromier. Vào thời gian cách đây hơn 50 năm, khi ông sống ở Nam Mỹ, ông đã thấy trước nhu cầu về một loại tấm lập với những đặc tính như trọng lượng nhẹ, đàn hồi, bền và có khả năng chống chịu thời tiết. Và nếu sản phẩm đó không quá đắt và dễ lắp đặt thì càng tốt. Giải pháp của Gaston Cromier, tấm lập làm từ sợi hữu cơ trộn trong nhựa cao và được tạo khuôn dưới áp suất và nhiệt độ, tuy đơn giản nhưng rất sáng tạo. Và kết quả đã cho ra đời một loại tấm lập có khả năng chống chịu rất tốt trước những điều kiện khắc nghiệt của khí hậu như mưa nhiệt đới, ô nhiễm công nghiệp và thậm chí cả những cơn gió lớn trong các trận bão. Ông gọi sản phẩm của mình là Onduline. Ngày nay, tập đoàn Onduline là một tổ chức có quy mô quốc tế, đã bắt đầu đi vào hoạt động và sản xuất từ năm 1946. Xưởng sản xuất đặt ở ngoại ô thành phố Paris. Sự thành công của chất liệu đã giúp tập đoàn Onduline mở rộng và phát triển hoạt động ra các nước. Hiện tại, tập đoàn sở hữu các nhà máy sản xuất tại 7 nước và có văn phòng đại diện tại hơn 20 nước trên thế giới. Tuy nhiên, Onduline International nắm giữ việc thương mại, marketing và hỗ trợ kỹ thuật cho tất cả các nước. Dòng sản phẩm thứ hai đã, đang phát triển và mở rộng hơn nửa thế kỷ qua. Tập đoàn có nhiều nhãn hiệu sản phẩm như Badolin, hiện tại là công ty đi đầu trong lĩnh vực sản xuất ngói sợi thủy tinh nhựa, cùng với các nhãn hiệu khác như Bitulin, Ondutis, Fondolin, Onduclair. Việc kinh doanh, marketing và trợ giúp kỹ thuật cho các nước khác bên ngoài lãnh thổ nước Pháp thuộc trách nhiệm của Onduline International. Fondolin, an air gap technology, multifunctional damp-proofing membrane for use on internal and external basement walls, floors and foundations. Onduclair PVC reinforced polyester and polycarbonate sheets. And CDL, producing molded cellulose packaging materials. The sales, marketing and technical support for all these countries outside of France is the responsibility of Onduline International. Các văn phòng đại diện đang hoạt động rộng rãi ở hơn 20 và phân phối hàng ra hơn 100 nước. Tuy nhiên, trụ sở sản xuất chính của tập đoàn vẫn là Onduline. Với những thành quả sau hơn 50 năm phát triển, Onduline là tấm lập lượn sóng có tầm nhựa bitum được ưa chuộng nhất trên thế giới. Với kích thước dài 2 mét, rộng 0,95 mét, dày 3 mm, và mỗi tấm lợp có 10 sóng Onduline, có sẵn 4 loại màu được tạo màu trước và tính chống chịu cao, màu đen, xanh lục, đỏ và nâu. Onduline được sản xuất trên công nghệ sản xuất hiện đại nhất. Quá trình sản xuất bắt đầu bằng công đoạn sợi cellulo được đưa vào thùng khuấy. Khi xử lý độ ẩm, sẽ tạo ra những khoảng cách có độ dày đồng nhất. Mẫu sản phẩm luôn được lấy ra từ mỗi công đoạn sản xuất để đảm bảo rằng chất lượng của Onduline luôn đạt tiêu chuẩn như đã được công nhận rộng rãi. Tấm lập được làm phẳng trong máy lăn và cũng tại công đoạn này, màu của sản phẩm được quyết định. Các vị trí lượn sóng được hình thành dưới áp lực cao. Tấm lập sau đó sẽ được đưa vào tủ sấy. Sau khi được bổ sung độ ẩm theo thiết kế, các tấm lợp sẽ được cắt cạnh và sau đó cho vào thùng chứa bitum. Tại đó, nhiệt độ và áp suất được sử dụng để đảm bảo bitum thấm đều vào tấm lợp. Tại mỗi công đoạn sản xuất, mẫu tấm lập Onduline luôn được lấy ra để kiểm tra trọng lượng,
kích thước và độ dày để đảm bảo rằng mỗi tấm lợp đều thỏa mãn các tiêu chuẩn kiểu dáng và chất lượng. Onduline luôn tuân thủ theo mọi quy trình kiểm tra chất lượng. Điều đó đảm bảo rằng mỗi tấm lợp khi rời nhà máy sản xuất đều tuổi thọ lâu dài và không có trục trặc gì, dù cho trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Có phải sự tận tâm này đã giúp Onduline luôn đi đầu trong thị trường quốc tế hay không? Để có thể đứng vững ở thị trường trong suốt hơn một nửa thế kỷ, bất cứ một loại tấm lợp nào cũng đều phải có những ưu điểm thực sự. Chúng ta hãy cùng khám phá điều gì đã đưa Onduline trở thành loại tấm lợp số một thế giới. Đầu tiên, Onduline có trọng lượng rất nhẹ. Tấm lợp 2 mét có trọng lượng xấp xỉ 6,4 kg, nên rất thuận lợi cho việc sắp xếp và cầm nắm. Chỉ cần kết cấu mái nhẹ đối với những tòa nhà mới và không hề tạo sức căng lớn trên kết cấu nhà cũ. Để cắt tấm lợp Onduline, ta có thể sử dụng cưa điều khiển bằng tay hoặc cưa máy. Việc lắp đặt có thể dùng vít hoặc đinh được thiết kế riêng biệt, có đủ các loại màu sắc. Hoặc dùng loại đinh an toàn với dòng đệm PVC, giúp đinh gắn chặt hơn và với mũ tránh thời tiết. Onduline có thể được gắn vào kết cấu thép, dùng vít khoan với ống bọc ngoài rộng. Duy chỉ có ở tấm lợp Onduline để đảm bảo sức căng và để tránh các tổn hại do vít quá chặt. Với tính linh động vốn có, nó dễ dàng được phủ các loại mái cong mà không hề bị gãy. Nó có khả năng uốn cong theo các chuyển động của kết cấu mái. Tính linh động này cũng giúp tấm lợp dễ dàng gắn vào các kiểu mái đặc biệt. Onduline không bao giờ bị xói mòn. Hơn nữa, nó lại có các đặc tính như cách nhiệt, cách âm. Nó không chứa sợi amiang và không gây tác hại đến sức khỏe con người. Onduline giáp, không vỡ, không có cạnh sắc thậm chí khi cắt. Điều này khiến Onduline trở nên rất thân thiện. Onduline được kiểm tra về khả năng đứng vững trong điều kiện sức gió lên đến 200 km/h. Không có loại tấm lợp nào dễ mang vác, lắp đặt đơn giản và lại bền như Onduline. Hệ thống tấm lợp Onduline được củng cố bằng các phụ kiện. Các tấm nóc trong trường hợp này ăn khớp với mái hiên. Cửa sổ mái là một biện pháp kinh tế để cung cấp ánh sáng và thông gió cho không gian mái. Việc chiếu sáng có thể đạt được nhờ việc sử dụng tấm lợp Onduline PVC trong suốt và mờ, cùng với tấm lợp Onduline bình thường. Việc thông gió có thể thực hiện được nếu sử dụng hệ thống thông gió cho mái và các tấm rìa mái được làm sẵn. Một cách khác để dễ lắp đặt Onduline là cắt các tấm thành những tấm có độ dài 50 cm để tạo hiệu ứng bóng cho ngói. Việc này đòi hỏi phải có tay đòn đặt ở trung tâm để cho khớp. Onduline được ứng dụng cho nhiều loại công trình khác nhau. Điều đó chứng tỏ loại vật liệu này có tính đa năng. Tất nhiên, nó vẫn được sử dụng chủ yếu với vai trò là vật liệu lợp mái cho các công trình từ nơi thờ cúng của gần như tất cả các kiểu tôn giáo, đến nhà ở, trường học, văn phòng. Các mái hiên được lắp đặt trong điều kiện chống chịu cao đối với sự ngưng tụ hơi nước, làm cho tấm lợp trở nên lý tưởng đối với các công trình nông nghiệp. Và hơn nữa, đặc tính cách nhiệt và cách âm cũng giúp cho Onduline đặc biệt thích hợp với các tòa nhà công sở cao tầng. Vì Onduline thô ráp, không phải bảo dưỡng nên điều này đã giúp nó trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho tất cả các ứng dụng công nghiệp. Sự chống chịu của Onduline đối với khí hậu bờ biển dẫn đến việc nó được sử dụng trong các khu giải trí ở vùng biển. Onduline không đơn giản chỉ là tấm lợp. Nó được sử dụng cho nhiều loại công trình, ứng dụng khác nhau. Và hơn nữa, với sự bền chắc, trọng lượng nhẹ,
dễ lắp ráp và giá phải chăng của Underlay khiến cho Underlay trở thành một giải pháp kinh tế nhất, rẻ nhất. Không cần phải thay thế, loại bỏ vật liệu cũ, chúng ta vẫn có thể lắp ráp một cách đơn giản, thanh chính của kết cấu mái cũ. Phủ ván lót chống đỡ Underlay theo yêu cầu và sau đó lắp tấm lợp Underlay vào những chỗ đó. Underlay, hệ thống tấm lợp kinh tế, thân thiện với môi trường, đã phát triển và tiến bộ nhờ có những kinh nghiệm lâu năm của Underlay. Underlay có thể được đặt ở phía dưới ngói. Tấm lợp Underlay được sử dụng như một màng chống chịu tác động của thời tiết và cho phép người thiết kế giảm độ nghiêng của mái tới 50%. Trên mái nhà cũ, tấm lợp Underlay sẽ giúp cho ngói cũ được dùng lại và mái nhà có một dáng vẻ mới, tiết kiệm tấm phủ mà vẫn tránh được sự xâm nhập của nước. Underlay là sản phẩm được cấp bằng sáng chế và có thể dùng cho mọi loại ngói hay đá để đảm bảo một loại mái nhà có tính chống chịu thời tiết. Nhờ có trọng lượng nhẹ và bền, Underlay là vật liệu được sơn phủ lý tưởng. Nó có thể được sử dụng làm tấm che mưa hoặc để trang trí bằng cách sử dụng các sóng và loại mặt nghiêng. Và nhờ khả năng chống chịu các chất hóa học như muối và các nhân tố công nghiệp cũng như tiếng ồn, khả năng cách âm của Underlay cũng làm cho Underlay trở thành một loại sản phẩm có khả năng chống chịu tiếng ồn ngoài đường. Sự bền chắc và kiểu dáng quyến rũ đồng nghĩa với việc Underlay là vật liệu làm hàng rào lý tưởng. Underlay, tấm lợp có sơn phủ, thô ráp, không cần bảo dưỡng và dễ dàng lắp đặt. Được kiểm tra theo các tiêu chuẩn thí nghiệm quốc tế và đã đạt được các bằng chứng nhận về tính năng sản phẩm, những thông tin phong phú về sản phẩm và các trợ giúp kỹ thuật. Bạn có thể xem thông tin chi tiết tại các đại lý kinh doanh của Underlay hoặc trực tiếp từ phòng kinh doanh Underlay. Underlay, tấm lợp được ưa chuộng và sử dụng rộng khắp trên thế giới.